một miếng rác ở đây luôn. Ừ. Ở trong có mình rác nhiều quá. À. Tại vì người dân không ý thức mà nó xả lên luôn. Bỏ rác vô thùng rác là nó sạch đẹp lên liền. Thấy không, cái bài rác ở đằng kia mà. Không, không kịp. Thôi đi, có cái đây đã hơn. Chỉ là ba đang bị bệnh nữa. Ừ. Không đi được nữa. Leo đi. Không leo.